Để có thể hiểu rõ hơn hiệu quả thực tế của chế phẩm này đối với việc sản xuất của bà con, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại một số tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ để lắng nghe những ý kiến của bà con khi sử dụng chế phẩm này trong đời sống sản xuất của mình. Mô hình đầu tiên mà nhóm phóng viên chúng tôi có mặt là mô hình nuôi lợn nái của gia đình chị Lê Thị Vân Trang tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tuy chỉ mới sử dụng chế phẩm này có 3 tháng, nhưng chị đã thấy đàn heo nái nhà mình sự đổi thay rõ rệt, như heo nái sau khi sinh chân vững, không bị liệt như trước và nhiều sữa hơn. Đối với heo thịt thì ngủ nhiều, xuất chuồng sớm, từ 10 đến 15 ngày, thịt săn chắc, lượng thức ăn giảm được đến 20%. Chị tâm sự, đối với heo con thì rất mau lớn, da hồng hào, lông mượt, da mỏng và đặc biệt không bị các bệnh đường ruột như trước kia. Và theo chị thì giá thành sản phẩm cũng rất rẻ. Và đây chính là một ưu thế rất tốt để bà con có thể sử dụng được lâu dài. Thưa quý vị và bà con, vừa với cùng với nhóm phóng viên chúng tôi đi thăm mô hình chăn nuôi được nuôi bằng chế phẩm sinh học vườn sinh thái của gia đình chị Lê Thị Vân Trang tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Và thưa quý vị và bà con, đứng bên cạnh tôi chính là chị Lê Thị Vân Trang mà bà con vừa được theo dõi trong phóng sự vừa rồi. Thưa chị Trang, chị có thể cho bà con được biết rằng là khi nuôi bằng chế phẩm sinh học này thì chị thấy rằng là cái đàn heo của nhà chị có sự phát triển gì khác hơn so với cả khi chị nuôi bằng những thức ăn thông thường không ạ? Từ ngày em nuôi rồi, em qua chế độ chế phẩm sinh học của vườn sinh thái này thì em thấy heo em coi như cũng phát triển, mà da nó lông nó mượt, da nó hồng hào anh. Với phần em mới vừa sức về heo rồi đó, giờ nuôi nó sức heo lái vô chơi mở không, kỳ này vô lại chịu liền ha. Vâng, đó là cái lợi ích mà khi chị vừa nói là nuôi heo nái đúng không ạ? Dạ. Thế thì đối với cả nuôi trong quá trình nuôi heo thịt thì chị thấy rằng là nó có những cái sự phát triển gì khác, ví dụ như là về chế độ tăng cân này, hoặc là về cái chế độ cái chất thải của nó ra thì nó có tức là cái về sự tiêu hóa của nó khác gì hơn so với cả những cái chế độ khác khi chị cho ăn bình thường không ạ? Dạ. Heo em ăn á thì em thấy á, cho nó ăn á thì cái mùi hôi á, phân á, nó đi ra là ít hơn cái như hồi đó em nuôi cám kia đó. Nhưng mà giờ thì nó mùi hôi thì nó giảm rất nhiều, tỷ rồi đó 90%, giờ còn 60% vậy thôi. Trong quá trình nuôi thì chị thấy rằng là cái mức độ tăng trưởng mà khi xuất chuồng của heo thịt, khi chị xuất thì chị xuất sớm được cái thời gian bao nhiêu lâu? Sớm được 2 tuần anh. Thấy heo nó vậy mà cân lên nó nặng ký, nó săn chắc cái bụng quá, nó nặng ký lắm. Thế chị có thể cho biết rằng là vậy thì cái kinh nghiệm mà theo như chị sử dụng cái chế phẩm vườn sinh thái này, chị kinh nghiệm của gia đình chị đã sử dụng cho heo đàn heo nhà chị là như nào? Là cũng như em nuôi heo nái á, đó với heo nái á thì em ăn á, cho nó ăn á, thì đó heo nó xanh xong là nó yếu chân không à, mà hôm mà em cho nó ăn cái này thì nó không có còn yếu chân nữa. Hàng ngày thì chị cái kinh nghiệm sử dụng của nhà chị như nào, cái liều lượng chị cho ăn trong tuần như nào nhỉ? Từ một tuần ăn chế phẩm này thì em từng ăn cho ăn có 3 ngày, ăn vào buổi chiều. Trước khi ăn thì tôi pha cám với chế phẩm sinh học này thì tôi ngâm khoảng 15 phút sau. Rồi dậy men lên là tôi quậy đều rồi mới tới cho ăn. Vâng thưa chị, thế thì trong quá trình này thì chị thấy rằng là cái giá cả của cái sản phẩm này khi chị dùng thì chị thấy rằng đối với một hộ nông dân như gia đình chị thì chị thấy có chấp nhận được không? Thì nó rất là rẻ so với cái liều thuốc tại hồi đó nhà nuôi heo á, mỗi lần đi mua thuốc là 500-700 ngàn không à, trộn vô cho ăn mà thấy cũng không có hiệu quả gì hết. Sau thấy được cái chế phẩm sinh học này thấy cũng như lợi nhuận rồi, cũng như giá thành nó thấp đó, thành ra từ đó này là cho ăn thì không. Từ nuôi tới ngày xuất chuồng á, 7-10 con á, ăn chừng chai này giá. Tức là cả một bầy heo nhà chị mà 10 con và từ lúc nuôi đến khi xuất chuồng mà chỉ ăn hết có một lọ thôi. Cái một lọ. Thế là tức là giá thành, tức là đối với gia đình nhà chị là có thể chấp nhận được đúng không ạ? Chấp nhận được, quá rẻ so với giá thuốc như vậy. Tức là nó theo chị đánh giá là nó rất rẻ so với cả những giá thuốc khác đang có trên thị trường bây giờ đúng không ạ? Đúng. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của chị. Thưa quý vị và bà con, qua ý kiến của chị Lê Thị Vân Trang ở tại nơi đây thì bà con thấy rằng là đây là một cái chế phẩm đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận, và đây là cái mô hình đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đến bà con một cái chế phẩm sinh học này.